Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố các hình ảnh xác nhận việc bắt giữ binh lính Ukraine tham gia cuộc đột kích vào vùng biên giới Kherson của nước này. Trong video, lính Nga đang áp giải một nhóm binh sĩ đầu hàng thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82 của các lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Trang Avia.pro trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã bắt giữ số lính trên tại các khu định cư Malaya Lubna, Martinovka và Ulanka thuộc Kherson, trong lúc ngăn chặn và đẩy lùi chiến dịch đột kích xuyên biên giới của các lực lượng Kiev. Moscow khẳng định đang đối xử với các tù binh theo các tiêu chuẩn quốc tế và nhân đạo. Theo báo Pravda, Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine thông báo đã mở đường dây nóng 24/7 cho người dân ở tỉnh Kherson của Nga cần viện trợ nhân đạo hoặc muốn di ẩn đến Ukraine. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verechuk ngày 14 tháng 8 nhấn mạnh, do tình hình nhân đạo có thể xấu đi ở các vùng lãnh thổ cận kề nhau của tỉnh Kherson, nên Ukraine cần chuẩn bị tiếp nhận người tị nạn Nga. Kiev luôn tuân thủ mọi chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ cung cấp cho người dân của tỉnh Kherson sự bảo vệ cần thiết và hỗ trợ nhân đạo. Bà Verechuk nói thêm, các cư dân Kherson nếu có nguyện vọng có thể liên lạc với nhà chức trách Ukraine bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin đến đường dây nóng hay viết email theo địa chỉ đã công bố. Moscow vẫn chưa lên tiếng bình luận trước thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 khẳng định quân đội nước này, bao gồm cả lực lượng lính dự bị, không quân và pháo binh, đã ngăn chặn các đơn vị xe bọc thép và lực lượng cơ động AFU tiến sâu hơn vào các ngôi làng và khu định cư ở Kherson. Theo hãng thông tấn TASS, khoảng 121.000 người đã được sơ tán hoặc rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng giao tranh. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cùng các tình nguyện viên đang phối hợp phân phát hàng cứu trợ và giúp đỡ người dân di tản khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Rodion Mirosnik, người đứng đầu một phái bộ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga ngày 14 tháng 8 nói rằng Ukraine đã đưa ra quyết định rõ ràng chấm dứt khả năng đàm phán hòa bình với Moscow khi phát động cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kherson. Ukraine tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hôm 6 tháng 8, tuyên bố rằng hoạt động này sẽ giúp củng cố vị thế của Kiev khi đàm phán một hiệp ước hòa bình với Moscow. Tuy nhiên, ông Mirosnik cho rằng hành động của Ukraine ở Kherson đã cho thấy điều ngược lại. Ông Mirosnik nói, với các hành động khủng bố của họ ở Kherson, Ukraine ít nhất cũng đã tạm dừng lâu dài tiến trình đàm phán hòa bình. Nhà ngoại giao Nga mô tả, động thái này là một bước đi có tính toán của Kiev. Ông Mirosnik ám chỉ đến các cuộc tấn công vào dân thường ở các khu vực biên giới ở tỉnh Kherson. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 8 tuyên bố, bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều không thể diễn ra nếu các cuộc tấn công vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân chưa chấm dứt. Theo ông, hành động gần đây nhất của Ukraine cho thấy Kiev từ chối xem xét các kế hoạch giải quyết xung đột dựa trên đề xuất của Nga hoặc lộ trình do các bên trung lập đưa ra. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky ngày 14 tháng 8 cảnh báo cuộc tấn công của Ukraine vào Kherson là một sai lầm chết người mà Kiev sẽ phải hối hận sâu sắc. Ông cũng nhấn mạnh, hồi tháng 6, Moscow đã đưa ra một đề xuất đàm phán rất hào phóng cho Ukraine xét đến tình hình của nước này ở tiền tuyến, nhưng cho biết cuộc đột kích vào tỉnh Kherson đã cho thấy chính quyền Zelensky đã chọn leo thang và chiến tranh thay vì đối thoại. Trang First Post Ấn Độ đưa tin, vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, Ukraine đã bất ngờ đột kích xuyên biên giới vào Nga, cuộc tấn công lớn nhất của Kiev kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, và là hành động chưa từng có tiền lệ khi các đơn vị quân đội Ukraine hành động trên đất Nga. Một tuần sau vụ tấn công, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 12 tháng 8 tuyên bố rằng lực lượng của ông kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ ở vùng Kherson của Nga trong bối cảnh giao tranh ác liệt. Tướng Syrsky nói, quân đội Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ của mình, giao tranh thực sự vẫn tiếp diễn trên toàn bộ tiền tuyến, tình hình nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Theo First Post, nhiều người đã chú ý đến thực tế là xe tăng, xe tải và thiết bị quân sự của Ukraine đột kích vào lãnh thổ Nga được đánh dấu bằng các hình tam giác màu trắng. Theo tờ Telegraph Anh, các hình tam giác màu trắng lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 6 năm nay. Chúng được nhóm lực lượng Bộ Tư lệnh tác chiến phía Tây của Ukraine sử dụng gần biên giới Belarus. Hiện tại, ký hiệu này đang được đánh dấu bằng sơn hoặc băng dính trên xe tăng, xe tải và thiết bị quân sự của Ukraine tấn công vùng Kherson. Ký hiệu này khiến một số người gọi cuộc đột kích của lực lượng Ukraine vào lãnh thổ Nga là hành động tam giác. Các nguồn tin Ukraine nói với Telegraph rằng
ký hiệu hình tam giác trắng là một cách để đảm bảo lực lượng của họ có thể phân biệt được giữa bạn và thù. Theo First Post, hình tam giác trắng của Ukraine đối nghịch với ký hiệu Z của Nga, được đánh dấu trên xe tăng và xe quân sự khác của Nga đã tấn công Ukraine. Chữ cái Z không tồn tại trong bảng chữ cái tiếng Nga, Cyrillic, đã trở thành biểu tượng của sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Các chữ cái khác bao gồm O, X, A và V cũng được sơn lên các phương tiện của quân đội Nga. The Guardian trích lời các chuyên gia quân sự cho biết các chữ cái này đại diện cho các khu vực mà lực lượng Nga được điều đến. Bộ Quốc phòng Nga trên Instagram từng viết rằng chữ Z tượng trưng cho Zapobedu, chiến thắng, và chữ V tượng trưng cho sức mạnh của sự thật. Emile Caterhenmy, một nhà phân tích tình báo nguồn mở, nói với tờ The Washington Post rằng kịch bản tốt nhất cho Ukraine có lẽ sẽ là như sau. Nga quyết định rằng không thể chấp nhận để bất kỳ khu vực nào rơi vào tay Ukraine và sẽ điều hướng các nguồn lực quan trọng ngay cả từ những nơi trọng yếu nhất và giành lại từng km vuông, bất chấp tổn thất. Caterhenmy nhận định điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng Nga, giảm bớt áp lực theo các hướng khác và thậm chí có thể giúp người Ukraine cải thiện tình hình chiến thuật cục bộ ở phía đông. Caterhenmy nói thêm, bất kể người Ukraine có tiếp tục tiến quân hay không, họ đã chứng minh rằng việc kiểm soát các khu vực tương đối rộng lớn không còn là đặc quyền của người Nga nữa. Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với hãng tin AFP rằng ý tưởng đằng sau cuộc đột kích là kéo giãn quân đội Nga càng nhiều càng tốt, dàn trải lực lượng Nga thật mỏng trên các khu vực khác nhau. Quan chức giấu tên nói với AFP rằng mục đích là kéo giãn vị trí của đối phương, gây ra tổn thất tối đa và làm mất ổn định tình hình ở Nga vì họ không thể bảo vệ biên giới của chính mình. Nhà phân tích quân sự Frank-Stefan Gadi nói với tờ The Washington Post rằng đây thực sự là một tín hiệu gửi đến phương Tây, đồng minh và đối tác của Ukraine rằng Ukraine vẫn có khả năng tiến hành các hành động tấn công, rằng Ukraine có khả năng tiến hành các hành động khá phức tạp vào lãnh thổ của đối phương. Theo RT, trong ngày 14 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ hai xe bọc thép Stryker của Ukraine tại vùng Kerch. Trong đoạn video đầu tiên, UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra xe bọc thép Stryker đang ẩn nấp trong một cánh rừng nhỏ. Một UAV cảm tử lăn xét sau đó đã được triển khai để tấn công chính xác phương tiện này. Đoạn video thứ hai được đăng tải sau đó vài giờ cho thấy một số thiết giáp của Ukraine đang tập trung trên một con đường mòn. UAV cảm tử của Nga đã tập kích chính xác xe bọc thép Stryker trong số này, gây ra một vụ nổ lớn và khiến các xe thiết giáp còn lại của đối thủ phải rút lui. Stryker là xe bọc thép bánh lốp do General Dynamics sản xuất, được Mỹ viện trợ cho Ukraine từ đầu cuộc xung đột. Vận tốc tối đa của xe bọc thép này là 97 km/h, tầm hoạt động khoảng 500 km. Theo một quan chức quân đội Mỹ, Stryker là phương tiện chiến đấu trung gian giữa xe tăng và xe bọc thép Humvee. Chúng có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình và bảo vệ binh lính khỏi các loại đạn pháo phổ thông. Về khả năng tấn công, Stryker được trang bị pháo 30mm, 40mm hoặc 105mm tùy biến thể. Giá của mỗi xe bọc thép loại này là khoảng 4,9 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu chính của cuộc xâm lược của Ukraine vào khu vực Kerch của Nga là chiếm nhà máy điện hạt nhân Kerch, tướng Nga Ati Alaudinov cho biết. Theo ông, quân nhân Ukraine đã thất bại trong nhiệm vụ của mình và hiện đang cố gắng đào hầm để tránh bị tiêu diệt. Quân đội Nga đã thu được tài liệu thú vị, bao gồm thông tin chi tiết về hoạt động mà phía Ukraine đang chuẩn bị ở khu vực biên giới. Trong chiến dịch ở khu vực Kerch, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch chiếm nhà máy điện hạt nhân Kerch vào ngày 11 tháng 8, tức là ngày thứ Sáu kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập. Hơn 11.000 quân nhân Ukraine đã tham gia vào chiến dịch này. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Abti Alaudinov cho biết. Theo ông, AFU đã thất bại trong nhiệm vụ và mọi nguồn lực có khả năng chiến đấu đều bị đổ vào lửa. Vị tướng này cho biết, hầu hết các thiết bị được gửi đến khu vực Kerch đã bị phá hủy. Tướng Alaudinov cũng cho biết quân đội Nga đang hoàn tất chiến dịch chặn lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kerch. Người Ukraine không còn vội vã tiến lên nữa mà bắt đầu đào hầm, cố gắng tránh bị tiêu diệt. Nhà máy điện hạt nhân Kerch nằm ở thị trấn Kuchatov. Thị trấn có 40.000 dân này nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 65 km. Nhà máy hiện đang vận hành 2 trong số 4 tổ máy điện
với tổng công suất 2.000 MW. Nhà máy cung cấp hơn 50% công suất lắp đặt của tất cả các nhà máy điện trong vùng đất đen. Các trận chiến ở khu vực biên giới của vùng Kerch đã diễn ra từ sáng ngày 6 tháng 8. Đến tối ngày 7 tháng 8, tình trạng khẩn cấp ở cấp liên bang đã được ban bố trong khu vực. Trong thời gian này, 28 khu định cư trong khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Khoảng 2.000 người có thể vẫn ở lại các khu định cư đó, quyền thống đốc Alexei Smirnov cho biết vào ngày 12 tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 13 tháng 8, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc giao tranh ở hướng Kerch lên tới 2.030 người. IFU cũng mất hàng trăm đơn vị thiết bị, bao gồm 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân. Sau đó, Kiev tuyên bố rằng mục tiêu của hoạt động ở khu vực Kerch là củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán. Putin coi những nỗ lực tiến hành đàm phán hòa bình với những kẻ tấn công bừa bãi vào dân thường là vô ích. Trên tài khoản Telegram ngày 14 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp về tình hình an ninh và nhân đạo tại vùng Kerch của Nga, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có. Ông nêu những vấn đề đã được thảo luận, đồng thời đăng video về cuộc họp với các quan chức cấp cao khác, an ninh, viện trợ nhân đạo và kể cả thành lập các chính quyền quân quản nếu cần thiết. Trong một bài đăng sau đó cũng trên Telegram, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Verekchuk đã hé lộ thêm một vài chi tiết. Theo đó, Ukraine sẽ tạo ra một khu vực an ninh tại vùng Kerch của Nga và có kế hoạch tổ chức hỗ trợ nhân đạo, thiết lập hành lang sơ tán cho người dân muốn đến Nga hoặc Ukraine. Đồng thời, nước này cũng có kế hoạch cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận khu vực. Việc Ukraine nhanh chóng thảo luận về các vấn đề như nhân đạo an ninh tại các khu vực đang kiểm soát ở vùng Kerch cho thấy một số tính toán của Kiev. Giới chức Ukraine dường như tin rằng phải mất một thời gian khá lâu để Nga phản công và giành lại được những vùng đất đã mất. Mặt khác, việc nhanh chóng tìm giải pháp cho các vấn đề nhân đạo có thể là một nỗ lực của Kiev nhằm tạo ra sự đối lập với Moscow khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo những gì được Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đã kiểm soát nhiều làng mạc và thị trấn ở vùng Kerch của Nga với tổng diện tích hơn 1.000 km2. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Ukraine sẽ dừng lại ở vùng Kerch bởi Kiev có ý định tạo ra một vùng đệm cho lãnh thổ chính. Trong bài đăng ngày 14 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội nước này vẫn đang tiến sâu hơn vào vùng Kerch, có nơi đã tiến từ 1 đến 2 cây số kể từ đầu ngày 14 tháng 8. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga sau đó nhấn mạnh các nỗ lực đột phá sâu hơn của Ukraine và lãnh thổ Nga đã bị chặn đứng tại 5 khu vực của vùng Kerch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Kiev tiếp tục giành được nhiều bước tiến ở vùng Kerch của Nga và đã tiến thêm 1-2 km trong ngày 14 tháng 8. Ông Zelensky viết trên Telegram, chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn ở vùng Kerch từ 1-2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng bắt hơn 100 tù binh Nga trong cùng khoảng thời gian này. Trong video được đăng tải trên Telegram, Tổng thống Zelensky đã được tư lệnh quân đội Oleksandr Sisky báo cáo tình hình chiến trường. Theo tướng Sisky, những nỗ lực tấn công chính đang tập trung vào các hướng Torres và Pokrov để ngăn chặn đối phương tiến công và gây ra tổn thất tối đa. Tướng Sisky cho biết thị trấn biên giới rút xa của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ông Sisky nói trong video, việc tìm kiếm và hạ gục đối thủ ở khu định cư rút xa đã hoàn tất. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng của Kiev đã kiểm soát hơn 40 km2 bên trong vùng Kerch, Tây Nam Nga trong 24 giờ qua. Ông Sisky xác nhận 74 khu định cư ở Kerch hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và các trận chiến đang diễn ra dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Ông nói, mặc dù cường độ giao tranh cao, tình hình vẫn được kiểm soát, chúng tôi tiếp tục hoạt động. Trước đó, ông Sisky hôm 12 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Nga ở Kerch. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của lực lượng Ukraine ở Kerch. Thiếu tướng Ati Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat thông báo, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Ukraine tại khu định cư Matinovka ở Kerch. Ông Alaudinov nói, cuộc tiến công tích cực của họ đã bị chặn lại và hiện họ đang cố gắng tiến vào một số khu vực. Chúng tôi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho họ tại khu định cư Matinovka, nơi họ đã lên kế hoạch di chuyển. Ông Alaudinov nói thêm,
Bây giờ họ không tiến lên nữa, một số lượng lớn binh lính và thiết bị đã bị xóa sổ và quá trình này vẫn tiếp tục. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine sẽ phải chịu đựng những tổn thất không thể khắc phục khi tiến hành các hoạt động quân sự và cố gắng thiết lập các tuyến đường hậu cần ở Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến nay, Ukraine mất 2.300 quân nhân, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 192 xe chiến đấu bọc thép, 88 xe, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 pháo phóng loạt và 15 pháo dã chiến trong chiến dịch Kursk. CNN dẫn một nguồn tin tại cơ quan an ninh Ukraine, SBU, hôm 14 tháng 8 cho biết Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào các sân bay của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Các máy bay không người lái nhắm vào 4 sân bay của Nga trong đêm. Nguồn tin của SBU nói rằng cuộc tấn công là một hoạt động chung giữa nhiều lực lượng quốc phòng của Ukraine, bao gồm SBU, không quân và lực lượng đặc nhiệm. Nguồn tin này cũng tiết lộ các sân bay ở các thành phố Voronezh, Kursk, Svatlaika và Poryzolets của Nga đã bị nhắm mục tiêu. Trước đó, không quân Ukraine đã phá hủy một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga ở Kursk, theo tuyên bố của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ngày 14 tháng 8, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, ông Rodion Mirosnik nói rằng tập thể phương Tây điếc mù khi nói về các cuộc tấn công của Ukraine và tỉnh Kursk Nga, theo hãng thông tấn TASS. Ông Mirosnik nói, nếu phải đưa ra chẩn đoán, tôi sẽ kết luận họ bị điếc và mù. Phương Tây thể hiện tầm nhìn một cách chọn lọc khi nói về tình hình nhân đạo trên chiến trường. Ông Mirosnik nói rằng Nga phát hiện các bộ phận do Mỹ, Canada, Thụy Điển và nhiều nước phương Tây khác sản xuất bên trong các máy bay không người lái UAV mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga. Nhà ngoại giao này dự đoán rằng các nước phương Tây sẽ cung cấp thêm hàng nghìn UAV cho Ukraine trong thời gian tới. Ông Mirosnik nói thêm, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã nhiều lần tuyên bố rằng NATO sẽ mua UAV cho Ukraine. Anh và Latvia cho biết sẽ dẫn đầu liên minh và cung cấp cho Kiev hàng nghìn UAV. Ông Mirosnik cũng cáo buộc phương Tây cố gắng bằng mọi cách có thể để biện minh cho các hành động khủng bố của Ukraine tại Kursk. Theo đại sứ Nga, sự thật trắng trợn về một hành động khủng bố do Ukraine tổ chức và thực hiện, phương Tây đang cố gắng bằng mọi cách để biện minh cho hành động đó, cố gắng nói rằng Ukraine có thể thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tự vệ. Ngoài ra, ông Mirosnik cũng cho biết Nga đã phổ biến thông tin về tình hình các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk với các nước và các tổ chức quốc tế. Ông Mirosnik cho biết thêm, đầu tiên, tất cả dữ liệu được chuyển đến các tổ chức quốc tế nơi có các phái đoàn Nga. Thứ hai, thông tin chi tiết được gửi đến các tổ chức nước ngoài của Nga, tức là thông qua các đại sứ quán của chúng tôi đặt tại các quốc gia. Ông Mirosnik nhấn mạnh rằng Nga cố gắng cung cấp thông tin tối đa cho các đối tác để cộng đồng quốc tế có thể đánh giá đúng đắn về những gì đang diễn ra. Ngày 6 tháng 8, Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Sau hơn một tuần chiến đấu, Kiev tuyên bố kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Moscow cho biết đã chặn đứng các cuộc tấn công của Kiev, khiến đối phương tổn thất hơn 2.300 binh sĩ và hàng trăm thiết giáp. Tuần báo Argumenti e Fatti AIF.ru của Nga ngày 13 tháng 8 đưa tin, đại úy phi công quân sự Alexander Migulia, chỉ huy đơn vị không quân trực thuộc lữ đoàn không quân chiến thuật số 40 của lực lượng vũ trang Ukraine, đã bị quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu. Theo thông tin ban đầu, khi thiệt mạng, Migulia đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và điều khiển một chiếc MiG-29. Argumenti e Fatti cho hay, trong tuần qua, quân đội Nga đã vô hiệu hóa vĩnh viễn hai máy bay chiến đấu của đối phương Ukraine. Đại úy Migulia là người đã điều khiển một trong hai chiếc máy bay. Theo Argumenti e Fatti, có khả năng Migulia đã tham gia vào cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga, dù thông tin này chưa được xác nhận. Trước đó, theo tạp chí Forbes Mỹ, trên Internet đã bắt đầu xuất hiện các đoạn video ghi lại hình ảnh máy bay chiến đấu Ukraine ném bom vào các mục tiêu ở Kursk. Trang tin tức Nga Sila RF chuyên về các vấn đề quân sự quốc phòng khẳng định Migulia đã bốc cháy cùng với chiếc máy bay chiến đấu của mình tại Kursk. Cùng ngày 13 tháng 8, hãng thông tấn Union Ukraine xác nhận phi công Alexander Migulia, 27 tuổi, chỉ huy đơn vị không quân Ukraine, đã tử trận trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga. Union cho hay, tin buồn, vào ngày 12 tháng 8 năm 2024, chúng ta đã mất đi một người bảo vệ và người con trung thành của Ukraine. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, đại úy Alexander Migulia, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1997, chỉ huy đơn vị không quân Ukraine, đã hy sinh.
Theo CLRF, Mykolaiv được truyền thông Ukraine gọi là bóng ma của Kiev khi có khả năng đối phó hiệu quả với các đợt tấn công của không quân Nga. Viên phi công này được đào tạo tại các nước phương Tây, có thể điều khiển không chỉ các chiến đấu cơ Ukraine mà còn cả tiêm kích NATO.